chào quý khán giả thân mến, chúng tôi lại có mặt tại công trường nơi đang trong quá trình xây dựng trung tâm đổi mới Sobomash. Hôm nay chúng tôi đã hỏi Ivan, người chịu trách nhiệm về rất nhiều công việc như đổ bê tông, giám sát kỹ thuật, lắp ráp các khối sàn tầng hầm và vân vân nữa, để chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra trong ngày hôm nay. Những gì các nhà xây dựng đang làm ngay hiện tại, bây giờ, và có thể là những gì sẽ được thực hiện trong tương lai gần đây. Chào anh Ivan. Chào anh Alexander. Tôi tên là Ivan. Tôi là kỹ sư của công ty Haka Moscow. Tôi tham gia giám sát. Tôi có thể nói rõ hơn là tôi là giám sát kỹ thuật, như anh đã nói, Alexander, cho việc lắp đặt các tấn tầm hầm. Đắp nền, nằm đất, kết cấu bê tông, cốt thép mà mọi người đã thấy, cầu thang, giếng thang. Chúng ta đang được thấy tất cả những điều này. Đến nay, chúng tôi hoàn thành việc lắp đặt các cấu trúc kim loại mà bạn đã thấy. Giờ phần nền móng đang được đổ vữa. Ván khuôn đang được lắp đặt. Và quá trình bơm vữa đang được thiết lập. Hơn nữa, bạn sẽ thấy điều này, công việc vẫn đang được diễn ra. Rồi mà tiếp tục. Có thể chúng tôi biết thêm chi tiết về cách bơm vữa ngay sau đây không? Tại sao điều này lại cần thiết? Nó diễn ra như thế nào? Chúng tôi muốn xem biết hơn, tại tôi nghĩ là những người xem chúng tôi rất quan tâm đến các chi tiết và điểm tinh tế liên quan đến xây dựng. Vâng, khi các cấu trúc được tạo ra, bạn có thể nhìn thấy chúng. Chúng được trên cái gọi là chân. Cái chân được cố định và cấu trúc chỉ đứng trên chúng. Cấu trúc này cần được gia cố và chúng tôi đang gia cố nó với sự trợ giúp của vữa. Một loại vữa đặc biệt được sử dụng ở đây đã được đặt hàng và giao đến công trường. Để làm điều này, phần nền sẽ được làm sạch, rửa sạch bằng nước. Một ván khuôn bằng gỗ được làm và quá trình này được tiếp nối bằng việc đúc liên tục. Ngay cạnh nơi này, dung dịch sẽ được trộn bằng máy trộn và đổ. Và sau đó tất cả sẽ được tháo rời sau khi bê tông và đã tăng cường độ và việc chăm sóc bê tông bắt đầu. Ở nhiệt độ lúc này như hiện nay là 30 độ. Bê tông sẽ khô rất nhanh nên chúng tôi liên tục làm ẩm bằng nước để chúng không bị nứt. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trên các tấm bê tông khác đã được trà vữa xong. Có lẽ ở đây đúng không? Vâng, ván khuôn đã được gỡ bỏ ở đây. Trên thực tế, đây là có phải là sản phẩm cuối cùng chưa? Có phải nó trên nên trông như thế này hay không cần làm gì khác hay có bất kỳ quy trình nào nữa? Hiện tại có thể nói đây là phần này đã xong. Đây chính là thành phẩm. Đây là mốc ẩm 200. Sàn trống sẽ trông như thế này. Tất cả được đúc bằng bê tông nhưng nó nằm trong phần thân của sàn. Đó là lý do tại sao công trình sẽ đứng vững hơn. Tại sao điều này lại cần thiết? Tại sao không thể đặt dầm móng ngay lập tức? Nền móng được đo, đường phải đứng ở vị trí nằm ngang nghiêm ngặt, phải thẳng và hàng. Và điều này chỉ có thể được thực hiện nhờ các đai ốc được đặt dưới nó. Chúng được đo chính xác đến mức độ từng vạch. Và chỉ sau đó mới được đúc. Tóm lại, rất khó để mà đúc bê tông chính xác đến vạch như vậy. Nghĩa là trên thực tế, nó cho thấy khả năng thực hiện một số loại điều chỉnh liên kết. Vâng, điều chỉnh và căn chỉnh, anh nói đúng. Nhằm giúp tòa nhà đứng thẳng các chiều dọc và các chiều ngang. Đây chính là xác là cách chúng tôi muốn xây dựng theo chiều dọc và chiều ngang và điều đó thật tuyệt. Câu hỏi sau đây muốn đặt ra là chúng ta có thể thấy một lượng lớn các tấm định hình được đặt trên tầng 2. Tại sao lại làm vậy? Tôi hiểu rằng điều này là cần thiết cho việc thành sàn bê tông. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm là cái này làm gì không? Vâng, đúng rồi. Bây giờ cái nhà thầu Astron của các anh đang đặt các tấm định hình. Họ cũng đang đặt các thanh dẫn dọc theo chu vi. Cốt thép sẽ được đặt trong các tấm định hình này và bê tông sẽ được đổ dọc theo cốt thép này. Từ đó nền sàn sẽ được hình thành, một lớp khác sẽ được đổ lên trên và chúng ta sẽ có một phần sàn hoàn thiện. Đây có phải là tầng mà hiện chúng ta đang có thể di chuyển cả thiết bị và máy móc cần thiết không? Vâng, mọi thứ đều có thể di chuyển.
Sàn sẽ được gia cố độ bền trong bao lâu và khi nào thì có thể bắt đầu sử dụng? Đây có phải là một quá trình tốn thời gian không? Quá trình này ngắn thôi. Các công việc lắp cốt thép và đúc bê tông, đổ hỗn hợp bê tông đều diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng có những quy trình công nghệ cho bản thân bê tông, làm cứng bê tông, tức là đạt khoảng 50% cường độ trong 5 ngày đầu tiên. Sau đó cần để yên trong khoảng 28 ngày để đạt được 100% cường độ. Sau đó ta có thể lát sàn theo dự án, tức sàn đã hoàn thiện, hoặc láng nền vào một số loại sơn phủ nhưng thứ đó cũng đã được chuẩn bị hết rồi. Vậy chúng ta có thể quan sát thấy có một cấu trúc nhất định. Theo tôi hiểu đây là trục thang máy. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm chi tiết về chúng, quá trình hình thành diễn ra như thế nào? Mốc sàn nằm ở đâu? Chúng tôi cần thêm thông tin nữa. À, chàng nhìn này, trước mặt anh bây giờ là chính là phần móng của cầu thang. Nó được đổ ở mức âm 200. Các cửa ra vào đã được làm xong. Từ các cửa này chúng tôi sẽ đi dây gia cố. Anh có thể nhìn ngay thấy các trục thang máy. Lưới đã được tạo hình. Sau đó ván khuôn được đưa vào bên trong. Chúng ta có thể thấy trên cầu thang tiếp theo có một ván khuôn đã được lắp đặt ở bên trong và bên ngoài thì được che phủ. Nó đã được thực hiện đến một mức độ nhất định. Mọi thứ được đánh dấu rõ ràng. Và ngày mai chúng ta sẽ được quan sát các quá trình đổ bê tông vào ván khuôn của cầu thang. Theo như tôi hiểu thì tất cả sẽ phát triển cao dần lên. Tức là trên thực tế liệu ván khuôn có được định vị lại không? Vâng, tất nhiên tất cả sẽ được tiếp tục phát triển. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên, đi từ không lên trên. Mọi thứ sẽ phát triển. Rất thú vị. Còn việc lắp sàn tầng hầm thì sao? Vâng, mình hãy đến gần hơn để xem là nó như thế nào. Việc lắp đặt các tấm tầng hầm đã diễn ra vào hôm qua. Bạn có thể thấy những phần gần như cuối cùng vẫn cần được chám. Nhưng bản thân quá trình lắp đặt đã bắt đầu bằng việc lắp đặt các khối móng vững chắc. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về các khối móng vững chắc chúng ta đang được chuẩn bị cho việc lắp đặt các tầng hầm tiếp theo. Các tấm tầng hầm đã ở đây, các món hàng đã được thực hiện. Đang tiến hành sơn lót chống thấm, chám bít lại đáy các tấm tầng hầm. Sau đó sẽ có hai lớp thấm và tất cả những thứ này đều sẽ được lắp đầy. Tôi còn hiểu đúng rằng khi chúng ta đã được căn chỉnh, các anh chỉ cần hoàn thành công việc đúng không? Vâng, chỉ còn công việc phụ trợ nữa và có thể lắp thêm các tầng. Theo như tôi hiểu thì mức độ thi công lớp sơn lót được áp dụng và trong tương lai thì công chống thấm là mức độ nền. Đây là mức độ hoàn thổ, mức này là âm 200. Phần định hình của tầng sẽ cao hơn, thêm 200 từ bê tông. Trên đó sẽ là các cột còn lại, nó sẽ được đổ vào đây. Mức sàn sẽ cao hơn ở đây. À, đã hiểu rồi. Ngoài ra các cột này sẽ được chám. Như bạn đã thấy trước đây đó bằng một hộp chất không có ngót. Không có ngót. Quá trình này đang được tiến hành. Và đây là một tin rất là rất tốt. Ivan, chúng tôi có một lượng lớn các tấm định hình để làm lớp phủ. Đây là chủ đề được nhiều khán giả của chúng tôi quan tâm. Họ đặt câu hỏi, nó sẽ như thế nào và lúc nào, trông ra sao, anh có thể đưa ra nhận xét gì về điều này? Anh biết đây, quá trình này diễn ra không hề nhanh và nó chỉ mới được bắt đầu thôi. Cho nên tốt nhất là mình sẽ nói chuyện này sau đây, khi đã có thứ gì đó để chúng tôi có thể chỉ. Đến nay công việc sơ bộ đang được tiến hành. Chúng ta sẽ nói về vấn đề đấy sau. Vâng, đúng rồi, và đó là điều đúng đắn nhất. Có công việc nào khác đang được diễn ra trong ngày hôm nay mà chúng tôi có thể chưa biết không? Hoặc có thể là công việc chưa được hoàn thành, đang được tiến hành và có điều gì đó thú vị mà người xem chúng tôi có nên biết?
Chúng ta có gì đang xảy ra? Công việc lắp đặt nền móng vẫn đang tiếp tục. Nền đang được chuẩn bị, móng cũng đang được đúc. Vì chúng tôi chưa hoàn thành tất cả và các nhóm neo cũng đang được lắp đặt. Tiếp theo, chúng ta vẫn còn cầu thang để xử lý. Phần này cũng sẽ được dựng lên từ giai đoạn số 0. Thiết bị của chúng tôi đang hoạt động. Việc hoàn thổ, san lấp, kiểm tra độ nén đang được tiến hành. Bê tông đã ngừng kết hơn 28 ngày sẽ được kiểm tra cường độ. Chúng tôi có một phòng thí nghiệm cho việc đó và quá trình này đang được tiến hành. Trên thực tế, mọi thứ cần thực hiện trong thường xuyên hàng ngày sẽ được tiếp tục cho đến khi chúng ta có được khu phức hợp hành chính văn phòng. Vâng, đúng vậy, chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn phần nhận xét đầy đủ của anh. Chúng tôi sẽ không làm anh phân tâm khỏi nhiệm vụ trực tiếp của anh nữa. Xin cảm ơn. Tôi nghĩ khán giả chúng tôi sẽ rất hài lòng. Hãy viết bình luận, đặt câu hỏi của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng học lại. Hẹn gặp lại.